Thu cúc. Anh kia, anh mới về đến. Dân, 3 năm qua Quy Thành này vẫn không có gì thay đổi, cũng như dù trải qua 30 năm sương gió, gương mặt phong trần này người ta cũng không dễ mau quên. Em vừa nhắc đến anh, đến mối tình thơ của hai ta. Có nhiều trường hợp làm người ta nhắc đến người mình yêu, nhưng tôi chắc chắn rằng ở đây lúc này Cúc nhắc đến tôi không phải để nhớ, để thương, để chờ, để đợi, mà nhắc đến tôi chẳng qua là một câu chuyện để mùa vui. Trong một vài khoảnh khắc như mấy chiều bơ vơ hiu hắt, đông giữa không trời rồi cũng u buồn mà theo gió bay đi. Tôi đến nơi đây chẳng phải cùng ai nhắc chuyện tao phùng. 3 năm qua giờ đã khác, em sắp có chồng, tôi vẫn lạnh lùng với gió sương. Anh chị ơi, tròn 3 năm qua anh ở nơi nào? Tôi ở nơi đâu giờ cũng như lỡ làng rồi. Xin lỗi, ông đây là người tình bị phụ hay bị phụ tình cũng cùng một nghĩa mà thôi. Tôi đến nơi đây không phải tiếc rẻ ân tình. Đường giao yêu mỗi lúc thành nhân, đời ta len lối phong sương nở trần. Biển trùng dương gió sóng ngoài khơi, âm thầm nghe tiếng thu rơi, muôn đời vẫn nhớ. Tình minh lý
đến mến khắc khe và lòng người nghiệt cay cháu trời. Nên chuyện lứa đôi duyên nợ không thành. Bà đã nhắc đến tinh trí nữa rồi. Rồi ông kỹ sư Long nghe được thì tôi biết ăn làm sao, nói làm sao để chạy tội cho bà đấy chứ. Lấy chồng mà khổ cái nỗi gì? Lấy chồng là bước vào ngưỡng cửa cuộc đời quá mộng. Rồi thì sau một thời giả ngập tràn hạnh phúc, ta cũng sẽ như ai tay bê tay bồng. Lúc bây giờ bà đã đi vào bổn phận, bổn phận làm vợ làm mẹ, thì đâu còn thời giờ để nhớ chuyện ngày xưa. Không những bà sẽ quên cái tên hàng mặt từ, cái tên mà bà vừa bảo là khó nhớ khó thương, mà ngay cả tên cúng cơm của tôi là chi bà cũng quên luôn, vì gánh nặng gia đình. Gặp tôi bà sẽ hỏi ông là ai, tới đây để làm gì. Rồi bà có môi trong trí nhớ, khi nhận ra nhau thì tôi với bà tóc đã ngả màu xương.